tại sao cá heo lại có thể bơi rất nhanh? Có thể bạn đã từng nghe cá heo là một kình ngư của biển cả khi có thể bơi đến vận tốc 15 mét trên giây, tương ứng với 54 km trên giờ. Cơ chế nào đã gắn động cơ chúng như vậy? Thứ nhất, vì hình dạng cơ thể của nó rất đặc biệt, giúp làm giảm ma sát với nước khi bơi. Các chuyên gia đóng tàu đã nghiên cứu và đóng một con tàu có hình dạng giống như con cá heo và người ta nhận thấy rằng cái tàu mới này nè đỡ tiêu tốn nhiên liệu hơn và với một cái động cơ mà có công suất giảm đi 25%, nhưng mà vận tốc và tải trọng của con tàu vẫn không đổi. Thứ hai là do lớp da của cá heo rất đặc biệt, có tính siêu đàn hồi, vì vậy nó có thể điều chỉnh được cái dòng chảy xoắn khi bơi, giúp con cá bơi được nhanh hơn.